dấu hiệu nhận biết chim đủ lực lửa để đi thi. À, những con chim mà cái dấu hiệu á thì nó cũng không có gì là khó cả. Thế nhưng mà thế này này, khi mà để dấu hiệu nhận biết ấy, thì anh em nó phải có một cái chuyên môn, cái thứ hai nữa là anh em phải nhận biết nhanh qua những cái thao tác, cái trạng thái của con chim. Có rất nhiều anh em là phải chờ con chim nào là sục sạo rồi là ché chác ở nhà, đó là cái biểu hiện rất là rõ ràng và ai người ta cũng có thể nhận biết được. Thế nhưng mà cũng có nhiều chú chim á, tức là nó thuộc cái dạng gọi là cao nhân bất độ tướng ấy, thì thông thường là rất khó nhận biết. Mà những chú chim đó thì thông thường là người ta không đấu ở nhà, đúng không ạ? Không đấu ở nhà. Thứ hai đó là để mà nhận biết thì nó rất là khó đối với chú chim đó. Cho nên là nó có rất nhiều cách để mà nhận biết qua những chú chim mà đủ lực, đủ lửa, đặc biệt là những chú chim thi mà thuộc dạng là chú chim không đấu ở nhà. Đó là gì? Thứ nhất là chú chim đó thông thường có nhiều anh em mà nhìn phân, nhưng mà nhìn phân thì nó cũng không có chính xác. Chính xác nhất là anh em phải nhìn có bộ lông nó ôm sát người. Thứ hai là cánh bao giờ nó cũng xệ xuống. Thứ ba là cái dàn lông trên mặt này. Đặc biệt là dàn lông trên mặt nó sẽ xếp vào, và cổ họng, cái họng của nó bao giờ nó cũng sẽ phồng xuống. Họng nó vàng mà nó vào bằng chanh ấy, các bác nhá. Cái bằng chanh, nếu mà trong công nghiệp thì nó gọi bằng chanh ấy, còn vàng nghệ thì cũng chưa chắc và nó cũng chưa căng. Đó là cái dấu hiệu nhận biết rõ nhất của chú chim khi mà đặt lực đặt lửa. Thế thì những chú chim này nó lực và lửa nó khác chỗ nào? Cái lực đó là cái cơ địa của con chim, bộ cốt của con chim, đó là nó thể hiện qua cái hình dáng. Còn cái lửa thì nó lại không nằm ở bộ lực đấy. Có rất nhiều những chú chim mà lửa thì căng nhưng tố chất không có, bản lĩnh không có, lực không có thì không thể thi đường dài được. Đó là nguyên tắc. Chứ còn bất cứ một chú chim nào anh em nuôi tốt thì cũng đạt lửa được. Cho nên là anh em đừng có so sánh giữa một con chim mình với một chim người khác, đúng không ạ? Có rất nhiều anh em nuôi chim là thấy chim của người ta ăn cờ ăn giải thì cũng bắt con chim mình, nó phải như thế, không phải đâu. Có phải trình độ của con chim khác nhau, mặc dù nó đạt lửa, mặc dù nuôi căng rất tốt, nhưng mà trình độ không có, bản lĩnh không có thì mình cũng không thể đi ăn giải được các bác nhá. Chim một tháng nữa mới thi có nên chim vào động lực dưỡng không anh? Không, những con chim mà bác đi thi ấy, thì hạn chế về lực, chủ yếu là bác thiên về lửa bác, các bác nhá. Chim chủ yếu bác thiên về lửa, tại vì những con chim bản chất của anh như này, những con chim mà đã đi thi rồi ấy, thì đó là thông thường là những con chim nó có thể lực tốt, cơ địa tốt thì nó là nằm những con chim thi, thì cái này mình ít quan tâm về lực nhiều. Nhưng mà quan trọng các bác phải nên quan sát, nên quan tâm về độ lửa nhiều hơn nhé. Nên quan tâm về độ lửa nhiều hơn thì nó sẽ ok. Thôi trễ rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn anh em vào một ngày gần nhất. Anh em mình định là mình lại nói chuyện chiêm gió chiêm cò nữa. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ, lại luôn luôn giữ vững đam mê và luôn luôn cháy hết mình với cái đam mê chim cảnh anh em nhé. Chúc anh em một buổi tối ngủ ngon nha. Chào 15 anh em nha. Hôm nay anh em chắc đi chơi lễ hết rồi đúng không? Chim buổi 5 tháng lồng đi cà phê được 30 phút, có đường cho nó vượt thường xuyên không anh? Cái vấn đề này có rất nhiều anh em quan tâm về cái vấn đề mà dệt bổi. Thì thực sự là mình cũng chia sẻ rất là nhiều đối với cái vấn đề mà đây anh em này. Cái vấn đề mà anh em hay quan tâm về cái dệt bổi á, thì anh em nuôi anh em nên linh động một chút xíu. Nhưng mà với cá nhân mình thì thứ nhất là cũng tùy cơ địa mỗi con và cũng tùy bản nết mỗi con. Thì với cá nhân mình thì những con chim mà, bởi vì bản chất của chồng màu á là một cái dòng chim đấu, đó là bản chất của con chim chồng màu. Đặc biệt là khi con chim nó có lửa hung dữ thì con chim nó sẽ tự động sẽ đấu ấy. Nhưng mà với những con chim bổi thì anh em phải linh động và cũng không nên dợt dãi nó nhiều. Đây là cá nhân mình, còn mỗi anh em thì con ơi, mỗi anh em có một cái cách chăm và mỗi anh em có một cái suy luận, đặc biệt là mỗi anh em có một cái nhìn nhận về một con chim nó khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng mà với cá nhân mình thì những con chim bổi thì cũng không nên dợt dãi nó nhiều khi mà nó chưa cứng cáp dàn, đặc biệt là những con chim nó quá nhát. Có rất nhiều anh em suy nghĩ là đưa chim ra bổi ra dàn chơi cho nó thuần chim, cho nó nhanh thuần chim cho nhanh dàn. Đồng ý, đó cũng là một cái vấn đề, nó cũng đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái vấn đề mà nó cái lợi nó không bằng, nó không được nhiều bằng như cái hại.
đấy. Còn bộ mà bạn đem ra dàn nhiều quá thì nó cái hại nó sẽ nhiều hơn cái lợi. Thứ nhất là bởi vì con chim nó nhát quá, nó tung. Thì thứ hai đó là nó có thể đốt lông rồi thế này thế kia, nó rất là đủ thứ. Và cái cuối cùng đó là con chim nó tụt rửa rất nhanh, đặc biệt là nó gặp những con chim mà nó cứng cáp. Đấy, nó như vậy. Bạn về giáo thi nhá, cho nên bạn phải linh động. Và những con chim mà nó đã hung dữ, nó có tố chất thì không cần được giã nhiều. Chỉ cần mình nuôi ở nhà và mình cảm thấy nó cứng cáp mà nó giản dị thêm một chút xíu nữa, thì thường nếu có những con chim bổi thì nó chỉ cần nó có lửa nó sẽ đứng lại. Nguyên tắc nó thế, những con chim bổi mà nó chỉ cần có lửa là nó sẽ giản, tự giản con chim, nó sẽ không nhát bằng những con chim mà tụt lửa được bạn nhá. Lễ có gì vui không anh? Cũng không có gì vui nhiều em ơi, cũng đi loanh quanh ở nhà chơi thôi Bình ơi. Buổi 2 tháng lòng ché, có nên đi dạo cà phê không anh? Mình nói thật với bạn nhá, nếu mà một con bổi mà 2 tháng lòng mà ché đấy, thì với cá nhân mình thì mình khuyên cho bạn là không nên cho nó đi dàn. Thật, không nên cho nó đi dàn. Thứ nhất là bạn phải biết cách tạo cho con chú chim nó ức lửa. Đó. Nếu như nó một con chim tố chất hung dữ thì bạn phải biết rằng, đồng ý là có những con chim 2 tháng ché là có đấy. Bởi vì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nó tức một con chim một cái gì đó. Nó có thể là kết chim trong nhà hoặc là nó còn ở rừng. Đó, nó nghe chim văng vẳng đâu nó ché, vấn đề là có. Đấy, thì những chú chim đó thì thực sự là những chú chim rất tố chất hung dữ, thì bạn phải biết cách làm cho chú chim nó thực sự ức lửa và thực sự là biết cách giữ được cái sự ức của chú chim đó, thì chú chim nó ra dàn nó sẽ chơi nó ok hơn. Thì như với cá nhân mình thì bạn không nên đem ra dàn nhiều, những chú chim nó không nên đem ra dàn nhiều, và bạn chỉ nhắc thôi, đưa ra nhắc chim non cho nó thôi, thì nó sẽ ức con chim lên, mục đích để là nó con chim nó ức lửa và nó ham đấu. Thì chú chim nó sẽ nhanh thành công hơn bạn nhé. Tốt nhất là chỉ khi nào chú chim nó thay được mùa lông, đó là điều tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất là khi chú chim nó thay được mùa lông, tức là thay lông rừng á, là bắt đầu mình dợt dàn, dợt ít thôi, không nên dợt nhiều, thì những chú chim nó lên rất là nhanh. Ok chưa bạn? Chọn chú chim có giọng rát là chim hay nữa không anh? Không phải Trần Thắng nhá, không phải đâu. Để mà căn cứ vào cái giọng để mà nó chim hay thì không phải, bởi vì cái giọng á là nó liên quan tới cái độ già rừng. Những con chim già rừng thì cái giọng nó sẽ nạt nộ, nó chắc, nó đanh hơn so với những con chim mà nó có tuổi rừng non, đặc biệt là những con lỡ lên thì cái giọng nó cũng là to đấy, nhưng mà nó không có đanh rát bằng những con chim già rừng. Đó là như vậy thôi. Tất nhiên những con chim tơ thì nó vẫn có con ở giọng nó ok chứ. Nhưng mà để mà những chú chim mà đanh rát thường xuyên hay là xác suất cao hơn thì những con chim già rừng nó sẽ ok hơn. Đấy là đó là cái giọng hót. Chứ còn nó không, cái giọng thì nó không có quyết định được những con chim tố chất hay. Mà mình đã chia sẻ với nhau mà những con tố chất hay á thì nó phải đầy đủ được 4 yếu tố. Thứ nhất là độ đôi chân, thứ hai cặp cánh, thứ ba là cái đầu và cuối cùng là cái mào. Đó là 4 yếu tố để anh em gọt giũa lên để căn cứ để lựa chọn một con chim tố chất. Mình chưa nói là chim hay nhưng mà đó là tố chất đã. Chứ còn những con chim mà đầy đủ yếu tố đó thì cái cơ hội mà anh em gọt giũa để đi thi á thì xác suất nó sẽ cao hơn. Chữa ho cho chim bằng cách nào bạn? Như em thì có hai cách thôi anh Thủy Huyền nhá. Thường là những con chim mà cơ địa nó dễ và nó hấp thụ tốt thì em cho uống cái mật ong chanh đào. Mật ong chanh đào thì sắp có rồi, một năm nó chỉ có một lần cái mật ong chanh đào đó thôi. Thì thường là tới mùa chanh đào thì em sẽ làm ngâm sẵn đó và để cho tất cả các chú chim trong nhà mình dùng, mà kể cả con người mình dùng. Đó là những chú chim nó cơ địa nó dễ và khi mới bị phát hiện ho, chớm ho thì cho nó uống ngay thì nó sẽ dứt điểm. Còn những con chim mà nó khó, cơ địa nó khó thì em phải làm thuốc riêng. Cái này thì em hay gửi cho anh em trên livestream hay uống đó. Đó thì nó sẽ ổn định hơn anh Huyền nhá. Còn nếu mà anh cần thì anh inbox cho em gửi thuốc ho cho anh nhá. Mình vừa nói đấy Ngô Tất Thao ơi, chim ho thì những con chim mà dễ thì cho uống mật ong chanh đào, mà mình hay làm mình gửi cho anh em đấy. Nhưng mà bây giờ cái mùa chanh đào nó hết rồi, anh em nào mà thường thường mà nuôi chim ấy thì nên trữ ở trong nhà mình từ 1 tới 2 hũ chanh đào.
đó, cái tên đào mà ngâm mật ong rừng á, cái đó nó rất là tốt. Thứ nhất là cho chim, thứ nhất là nó cho chim về thay đổi thời tiết, thứ hai là con người mình dùng vẫn tốt. Khi mà mình bị khàn giọng hay là mình có cái vấn đề gì đó về cổ họng thì mình dùng rất là tốt cái mật ong chanh đào đó. Còn nếu như con nào mà nó khó, cơ điện hấp thụ chậm thì mình phải làm cái thuốc đặc trị ho riêng dành cho chim. Thì cái thuốc đó thì mình hay làm, mình gửi cho anh em. Chứ còn để mà mình nuôi tự nhiên thì không bao giờ nó hết được anh Ngô Tất Thao nhá. Cá nào ở nắng thì nó chỉ có một loại này thôi, cho nên anh em không quan trọng, không phải yên tâm, không có lo anh em nhá. Nó chỉ có một loại đấu mà thôi, tức là vừa nuôi lửa và vừa nuôi lông, nó chỉ có một loại này thôi. Còn cám bổi là cái cám hũ thì mình không nói làm gì, tức là cá nam và nắng nó chỉ có hai loại, một loại nuôi chim đấu dàn và một loại thuần bổi đó. Còn đấu dàn thì nó chỉ có một loại là vừa nuôi lửa vừa nuôi lông, tức là một loại này thôi, cho nên là em không yên tâm, nó chỉ có một loại thôi nhá. Chim mình không ăn cào cào, bổ sung gì về anh Văn Trường. Cái này là gần hết con chim bạn nhá. Không phải con chim nào cũng thích ăn cào cào, cũng có con nó không ăn, nó từ khi bổi về luôn đấy, cũng có con nó không ăn đấy. Thì những con chim này thì nó rất là khó, đặc biệt là khi mình nuôi đấu dàn mà thúc lửa thì nó rất là khó để thúc lửa bạn nhá. Cái này là cái nết của con chim. Thầy có con mộc mà lột lông rừng cái đá xe được ngay không? Khách của em hỏi toàn câu khó, em không trả lời được, phải nhờ thầy. Cái này là không biết là xe gì đấy Lê Dũng Lý, cái này là em phải nói với họ, nói với họ chứ. Lột trong rừng đá xe chứ mà xe đồ chơi. Xe đồ chơi thôi. Thì nó thật với anh em đấy, một con chim bổi thì nó thật với anh em, không có ông nào tài giỏi mà tới cái mức mà con chim bổi ở rừng về mà nuôi 5-3 tháng là đi thi với lại cờ này cờ kia. Thì mình nói thật là mình không phải là mình không biết, là mình không có duyên hay là cái trình độ mình chăm nó còn yếu kém thì mình cũng không biết đấy. Nhưng mà đối với mình mà con chim bổi mà 5-3 tháng đi thi với lại đi lấy cờ thì thực sự là mình chưa thể làm điều đó được. Và bản thân mình cũng chưa bao giờ nuôi được con chim nào như vậy. Nói thật với anh em thế. Thì có chăng ví dụ như là những con chim mà người ta thả vi nuôi lâu ngày trong đó thì mình bắt ra mình nuôi thì 5-3 tháng thì nó tỉnh chim lại thì có thể được. Nhưng mà những con chim mà thực sự ở rừng về mà nuôi 5-3 tháng thì thực sự là mình không thể làm được điều đó. Và bản thân mình chưa có con nào như vậy cả. Đây nói thật với anh em vậy. Cho em hỏi tí, chăm chim cách nào để con chim lửa đều? Bạn muốn cho chim lửa đều á là bạn phải biết cách điều lửa con chim, tức là phải đều tay. Thứ hai là chế độ của trái cây của nó phù hợp với cái cám đó. Thứ ba nữa là tắm táp hàng ngày và phơi nắng điều độ. Bạn huấn lê nhá. Đó. Thứ nhất là hiểu về cái cám đó để mình điều trái cây. Thứ ba nữa là chế độ chăm chim đều, mồi tươi hàng ngày và tắm táp hàng ngày, phơi nắng điều đặn, tức là thời gian cố định thì con chim nó sẽ đều lửa bạn nhé. Chim em đang chơi mà xỉa lông đấu lại, có cách nào không anh? Cái này thì dễ mà, bây giờ mình đã chia sẻ với anh em rồi đó. Có nước tắm rồi nè. Đây, anh em nên dùng nước tắm này. Đây là một thương hiệu mà mình luôn tin tưởng để dùng cho tất cả các chú chim nhà mình. Hạn chế gãi rỉa, rận mạt trong quá trình đấu dàn anh em nhé. Anh em nào cần mà không đi mua được thì có thể inbox cho mình gửi cho. Một chai là 50.000 này. Đấy, là mình chia sẻ cho anh em. Về anh em dùng cho chim đấu dàn. Đấy, cái thương hiệu này là mình rất là tin tưởng và mình đang dùng cho tất cả các chú chim nhà mình trong quá trình đi thi đấu, đặc biệt là đi thi. Đấy, cái này là nó hạn chế gãi rỉa, rận mạt. Đó. Thuốc tắm này thì nó chỉ dùng cho những chú chim mà đang thi đấu mà không may mà quẹt lông ấy, tức là nó không phải là nó yếu lửa. Còn những chú chim mà đấu hết nước mà rỉa lông với bóc bô thì thực sự là không có cách nào trị được nhá. Còn cái thuốc tắm này thì cái nước tắm này nó chỉ dùng cho những chú chim mà bị có vấn đề về lông, ví dụ như là đang chơi mà rỉa lông mà chơi lại ấy. Đó, hay là bị có vấn đề về lông như rận mạt hay là lông yếu, đặc biệt là khi thay lông anh em chăm sóc nó rất là tốt nhá. Khi thay lông anh em tắm rửa thì nó rất là sạch lông đấy, nó rất là sạch lông và nó nhanh hết được cái bụi cám, chú chim nó nhanh vào lửa hơn anh em nhé. Một chai này thì 5.000 một chai, anh em nào cần thì anh em mình gửi cho nhé. Đó, lấy nhiều thì số lượng rẻ nữa, mình bán theo cái giá đại lý của anh Nhất Hoàng nhé. Chim lông dày cần phơi nắng nhiều để căng lửa không anh? Cái này thì có rất nhiều anh em thắc mắc về cái vấn đề những chú chim mà lông dày.
Đấy thì tất nhiên thì những con chim nào lông dày hay lông mỏng phơi nắng nó đều có tác dụng hết. Nhưng mà các vấn đề lửa hay không lửa thì đều là do cái phương pháp chăm, chứ không phải là do nắng. Nắng ở đây là mục đích gọi là cho chú chim nó khỏe mạnh, đầy đủ về thể trạng, chứ còn nó không phải là phơi nắng để nó căng lửa. Kể cả những con chim mỏng lông mình vẫn phải phơi nắng bình thường bạn nhé. Chim đang vô lửa, nắng bao nhiêu là đủ anh? Cái vấn đề mà nắng đủ thì mình không có thời gian cố định bạn Gia Hưng Trần nhé. Tùy vào cơ địa con chim và cái sức chịu đựng nắng của mỗi con đó, cái này là bạn phải có tư duy và linh động ở chỗ đó. Khi nào chú chim đủ nắng, tức là khi anh em phơi nắng mà thấy chú chim nó nấp mát, có thể là có nhiều chú chim đứng ở dưới cái cống bột nếu mà lồng ba cầu, hoặc là chú chim đó tìm một vị trí nào thích hợp, tức là có cái bóng nám bát mà chú chim nấp, thì khi đó là chú chim nó đủ nắng rồi bạn Gia Hưng Trần nhé. Chim bỏ ăn xù lông vài ngày là chết, bị sao vậy anh? Cái vấn đề chim bỏ ăn này rất là nhiều anh em thường hay gặp phải. Cái thứ nhất là do thời tiết thay đổi đột ngột đó, chú chim đó bị sốc thời tiết và nó bỏ ăn đó, thì anh em phải biết cái vấn đề này. Nó bỏ ăn thì nó ăn trái cây và nó không ăn cám nữa đấy. Có rất nhiều anh em gọi là để trái cây vào thì nó ăn, nhưng mà riêng cám nó không ăn đó, và nó không ăn cám thì nó sẽ yếu và nó xù thì nó chết. Anh em phải tỉnh táo với đề này. Thứ nhất là anh em phải nên những con chim đó thì anh em nên tập cho nó ăn cám lại anh em nhé, nên tập cho nó ăn cám lại. Anh cho hỏi cách chia chăm chim bụi già rừng cực nhát sao cho hợp lý và nuôi lồng nào cho nó thay lông không bị gãy trong quá trình thay lông. Những cái vấn đề chim già rừng thì mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi bạn Anh Tùng. Thứ nhất là bạn nên có cái động lực 60 hoặc 80 là bạn chăm sóc con bụi là cực kỳ tốt nhất. Còn nếu như bạn muốn cho con chim đó không bị gãy lông và đụng lông, thì thứ nhất là bạn phải có một cái chế độ gọi là cái cách tiếp xúc với nó phải nhẹ nhàng, không nên làm cho chim nó hoảng. Cái thứ hai là bạn nên nhốt những cái lồng nan xít thì chú chim đó sẽ hạn chế gãy lông và rụng lông hơn bạn Anh Tùng nhá. Tức là có những lồng nan xít thì nó sẽ ok. Cho em hỏi có nuôi con bụi 6 tháng chưa sổ giọng có nên nuôi không anh? Cái bắt đầu nó bình thường Nguyễn Lương Bình thôi, bởi vì chim bụi thì đặc biệt những con bụi già thì nó rất là khó khi thuần hủy thuê tuần dưỡng nó, thì một con chim bụi thì mình không thể nói trước được điều gì cả. Cũng có con nuôi cỡ 5-7 tháng là nó có thái độ, nó ra giọng. Cũng có con lâu hơn, cho nên là cái này bạn phải tư duy, và đặc biệt là bạn phải có một clip cho mình thì mình sẽ nó xem xét nó dễ hơn. Chứ còn bạn hỏi như thế này nó rất là khó, bởi vì con bụi thì không thể nói trước được thời gian. Có con rất là nhanh 5-7 tháng, có con này cả năm nó mới hot, nó mới ra giọng bình thường. Đặc biệt những con bụi già nó nhát nó tung ấy thì nó ít ra giọng hơn. Chim em mới bị pha tí giọng bông có chữa được không anh? Cái này thì nó cũng không có gì quan trọng đâu, tức là pha tí bông lau, giọng bông lau đúng không? Có đôi khi là con chim nó học được cái giọng đó thì cái này nó cũng hết chứ. Nếu mà bạn kẹp với bạn nuôi những con chim mà nó sổ giọng tốt trong nhà thì cũng có thể nó hết chứ. Thứ hai là những con chim mà nó đang học giọng thì bạn nuôi nó còn yếu lửa, những con chim mà nó yếu lửa thì nó sẽ học giọng, thường hay học giọng khi nào líu gió ấy. Con chim nó líu gió là nó học giọng nhau trong nhà đấy bạn nhé. Trường Mai: anh ơi, con chim còn lông rừng mà nó lên giàn đã chịu chơi nhưng chưa chơi được sâu, mà mình muốn cho đi thi để gặp những con chim cứng có số, chim bị sợ và vỡ không anh, hay nhất thiết cứ phải lột lông rừng thì mới thi thấu được? Cái này nó không có nhất thiết em Trường nhé, nó không nhất thiết. Cái quan trọng rằng em phải linh động và có cái sự nhạy bén của chăm sóc con chim. Tất nhiên có những con chim bội nó có độ lì, thì độ bể nó để mà con chim mà đã có độ lì bản lĩnh thì để nó bể thì nó rất là khó. Nó chẳng qua thì nó bị con chim nào nó cứng mùa nó đánh nó thì nó tụt lửa thôi, chứ còn nói bể thì nó rất là khó đối với những con bội già và đã chịu chơi, nó rất là khó bể lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đấy cho nên là em phải linh động. Ví dụ như không may em đi thi vẫn được, nếu con chim nó đã chịu già mà nó đấu đi thi vẫn được. Nhưng mà nếu như bạn em cảm giác mà con chim mình nó có cái thái độ gọi là nó không tiếp đối thủ, hay là nó có gì nó sợ sệt khi mà đứng bên một con chim mạnh nào đó, thì em có thể là xin xuống để thứ nhất là bảo vệ con chim của mình, thứ hai nó là bảo vệ cái chiến binh của mình, và cái thứ ba là bảo vệ cách chơi của mình. Điều này em phải linh động và tư duy chỗ đó nhanh một xíu. Trường Mai nhá. Chim không ho nhưng sổ mũi và trà mặt trên cầu, dùng chân gãi có cả gãi mũi, có cách nào chỉ dứt điểm không anh? Cái này đó là cái phương pháp bạn chăm sóc chú chim không đúng.
Đầu tiên đó là chú chim đó bạn phải suy xét và phải xem tình hình về cái hạt cám chú chim đang ăn. Cái thứ hai nữa là về cái chế độ bạn điều lửa cho chú chim đó khi bạn nuôi cái cám đó, bạn văn cảnh nhé. Đó, thứ nhất là những nếu mà cái nồng độ đạm của cám đó nó nhiều mà chú chim nó hấp thụ không hết, nó sẽ đào thải ra ngoài, và cũng có con thì nó bị rụng lông mí, đặc biệt là khi tắm xong anh em móc lên thì nó hay trà mặt chúng cầu ấy, nó dụi và nó bị rụng lông mí và dần dần nó tạo ra tách đỏ. Đó, anh em phải linh động cho đó. Cái này thì anh em phải có một cái chế độ điều lửa cho chú chim đó nó mới ok được. Văn Cảnh nhá. Chào Thủy Huyền nhá. Con chim nó cắn nan thì đó là cái bệnh của chú chim và chưa có một cái phương pháp nào trị. Cái này thì nó phải tùy tay nuôi. Có thể là bạn nuôi con chim nó căng quá. Bạn Nguyễn Giám nhá, nó căng quá, nó quay ra nó cắn nan. Cái này thì nó rất là hên xui và cũng chưa có một cái phương pháp nào trị dứt điểm được đối với cái tật cắn nan này. Có rất nhiều con chim nó hung quá và nó kiểu nó căng lửa. Đó, nó quay nó cắn, nó kiểu nó bu chà, nó không được, nó điên lên nó cắn nan là cái nó bình thường. Và hiện tại thì chưa có một cái phương pháp nào ổn định được bạn nhé.